Anh Trần Đình Khánh sinh năm 1985, trú tại đội 1 Lương Sơn, xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An cho biết vào sáng ngày 27 tháng 11, khi gia đình anh đang làm thịt một con lợn nái thì phát hiện vật thể lạ. Đưa ra rửa sạch và đem cân, thì vật này nặng khoảng 0,9kg. Theo quan sát, vật thể có hình bầu dục, bên ngoài có lông trông giống như lông heo được kết lại với nhau, màu nâu xanh lẫn đen trắng. Lúc này mọi người bảo với tôi đó là cát lợn hay được gọi là trư cát. Thấy nghi ngờ nên tôi lên mạng để kiểm tra lại một lần nữa thì giống y hệt, anh Khánh nói. Biết nó là trư cát quý hiếm, có giá tiền tỷ như nhiều người đồn đại, nên hiện anh Khánh đang cất giữ cẩn thận. Anh Khánh cho biết đây là lần đầu tiên gia đình anh mổ lợn và phát hiện cát lợn. Nghe tin gia đình anh Khánh mổ được cát lợn tiền tỷ, nhiều người dân đã tò mò đến xem và xôn xao bàn luận. Theo các nhà nghiên cứu, cát lợn hay còn gọi là trư sa, trư bào là một loại kết tụ vật chất trong hệ tiêu hóa của con lợn như trong dạ dày, trong ruột, trong mật. Do sự kết tụ lâu ngày trong những điều kiện bất lợi nên loại vật chất này giống như loại ngọc quý. Cát lợn được tạo thành nếu thời gian đủ dài sẽ có mùi thơm thảo mộc nhẹ nhẹ, đặc biệt khi để trong không khí. Theo nhân gian Trung Quốc, trư sa là dược liệu cực kỳ quý hiếm, có công dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu đàm, an thần, trị bất ngủ, hôn mê, động kinh, vân vân. Những con lợn có trư sa thường ít lông, ăn ít, thân nhiệt cao, thân mình gầy gò, hai mắt có lúc đỏ, liên tục kêu réo trong suốt ngày đêm, rất ít ngủ. Mặc dù trong các tài liệu y học cổ truyền ghi chép về trư sa y học, hiện vẫn chưa có nhận định nào về công dụng của nó. Vì thế người dân cần lưu ý nhờ chuyên gia đánh giá nếu có ý định mua cát lợn hay lưu trữ nó.